Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho tất cả các anh em tham gia một dự án Crypto Proficy để tham gia giá hôm nay. Em clip phần link mô tả của mình làm một nhiệm vụ của các bạn. Khi tham gia chương trình group này, các bạn thấy claim 5 đô tốt cần có khen lô TCB nha các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh Telegram của nó các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn xin chào nha tất cả các bạn. Rồi các bạn sau khi các bạn xin chào các bạn bấm hiện ra là cộng anh 1133 các bạn bấm vào I am not bot nè bạn. Đặng các bạn mấy join vào kênh group của nó nha tất cả các bạn. Chờ nó load chút xíu nha các bạn. Thì khi sau khi các bạn join vào thì nó hiện cái username của tất cả các Telegram của tất cả các bạn chỗ này nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã join vào thành công nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nha các bạn. Rồi các bạn điền lời username với nó các bạn. Chết bà mình lộn. Mình lỡ bấm văng ra, mình vào lại nha các bạn. Rồi các bạn điền username Telegram của mình chỗ này nha các bạn. A cộng anh 1133 nè các bạn. Nhớ thêm mà cộng nha các bạn. Tiếp tục thì địa chỉ ví thì con này chạy tảng EC20, các bạn có thể dùng địa chỉ ví chocolate MetaMask nha các bạn. In token cũng được các bạn, chạy tảng EC20 nha các bạn. Thì các bạn bắt đắp lên, các bạn lướt xuống, các bạn tìm kiếm địa chỉ ETH mình nha các bạn. Các bạn sao chép lên, các bạn trở lại Linfirm này các bạn, các bạn bắt vào đây nha các bạn. Tiếp tục thì địa chỉ email của bạn, điền địa chỉ email của mình nha các bạn. Rồi các bạn chấp nhận vào tôi điều khoản của dự án các bạn. Rồi các bạn bấm vào sign up for free token các bạn. Chưa nữa các bạn. Các bạn chờ chút xíu. Rồi ok, như vậy mình đã vào dự án qua đây là cái đường ghép của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn mở mail ra, các bạn vào mail config nha các bạn. Ok, nếu các bạn nào mà gỡ thư nó chưa về mail thì các bạn nhấp vào đây gỡ, yêu cầu gửi email lại nha các bạn, để các bạn vào mail config nha tất cả các bạn. Người ta cấm viết chứ, mình mở mail rồi. Ok, ở đây sao mình chờ một chút xíu, Crypto Forex nó gửi về cho mình một cái email, các bạn cấm viết vào mail các bạn. Các bạn đọc tất cả các thư mail của các bạn. Dù thư chính không có, thật thư gác. Các bạn lưu ý các bạn cấm viết mail tôi cần nữa, sau này nó vòng khóa nghe các bạn. Một phút mà. Rồi các bạn bấm vào config email rồi các bạn chờ khoảng 30 giây à, tại vì mail nó gửi về hơi chậm chút xíu các bạn. Rồi các bạn bấm vào config email rồi các bạn. Rồi bấm vào config email nha các bạn. Các bạn rồi các bạn bấm vào một Road to Homebay nè các bạn. Đặng mình chờ.
Các bạn ok, các bạn bấm vào go to homepage, nó sẽ các bạn lướt xuống, các bạn sẽ thấy thấy cái link ghép của bạn. Các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Mỗi một lượt ghép các bạn sẽ nhận được 50 năm tóc cần các bạn, giá trị khoảng 5 đô. Sau này nó list sàn nào thì mình sẽ xong tiếp theo từ mình nhé. Cái này khá là ngon đó các bạn.